thời tiết ở Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2023. Từ sáng đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Về chiều tối và tối có mưa rào ở diện rải rác, vài nơi có mưa vừa mưa to kèm theo dông mạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, ngày nắng. Trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ. Độ ẩm 80 đến 85%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 6 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 345 cm vào lúc 5 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 60 cm lúc 23 giờ.